Ok. Cái gì? Ấn bắt đầu. Không có ấn gì là ấn rồi. Quay rồi, quay hộ ngay. Đôi này là vừa đánh dấu cho bác ở ngoài mía này, là đánh dấu rồi này. Thế đôi này đánh dấu bằng cái này, tận dụng cái đồ bên điện nước. Thì hai chú này thì tôi cũng đánh dấu như sau. Đó, kiểm tra xem nào. Ok. Còn bên trái là con đực, còn bên phải là con cái. Thế thì con cái thì tôi đã đánh dấu bên bên chân trái. Chân trái. Quay chim thôi. Đó. Đánh dấu ấy. Cầm cái này đưa vào đây cái là xong. Đấy. Ôi thôi. Tôi cứ cầm thế thôi. Cắt bỏ cái phần thừa. Đó. Không lẫn được với ai cả đâu. Con này bên phải. Trước kia xỏ sẵn rồi này. Đây cầm. Giữ lấy cái đùi này, không là nó đạp chân này, cắt mất cả móng chân của chim. Đấy, đấy đôi, hai đôi này là mang ra bón riêng. Đấy, một đôi là bằng sắt, một đôi là bằng nhựa. Đấy, các bác muốn mua chim non gọi 0163 530 9982.